Cô chào các em học sinh. Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục chủ đề Liên minh châu Âu EU. Tiết thứ hai, EU hợp tác liên kết để cùng phát triển. Các em lấy sách vở ra, chúng ta bắt đầu nội dung bài học. Nội dung bài học gồm có 3 nội dung lớn. Nội dung thứ nhất là tìm hiểu về thị trường chung châu Âu. Nội dung thứ hai là tìm hiểu về hợp tác trong sản xuất và dịch vụ. Nội dung thứ ba là tìm hiểu về liên kết vùng châu Âu. Và riêng nội dung thứ ba nằm trong phần giảm tải, các em sẽ tự học ở nhà. Trên lớp chúng ta tập trung vào nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai. Sau đây đi vào nội dung đầu tiên, thị trường chung châu Âu. Thì căn cứ vào trong sách giáo khoa trang 51 và 52, chúng ta cần thấy tìm hiểu trong thị trường chung châu Âu. Thứ nhất là vấn đề tự do lưu thông. Thứ hai là tìm hiểu về euro, đồng tiền chung châu Âu. Trong tự do lưu thông thì căn cứ vào trong sách giáo khoa thì chúng ta đã biết là từ ngày 1 tháng 1 năm 1993 EU đã thiết lập một thị trường chung. Và trong thị trường này thì tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn giữa các nước thành viên được đảm bảo. Và các cái nước trong cái khối EU sẽ thực hiện một chính sách thương mại, quan hệ với buôn bán với các nước ở ngoài khối. Và các em sẽ căn cứ vào trong sách giáo khoa để nêu các mặt tự do lưu thông trong thị trường chung châu Âu. Thứ hai là phân tích nội dung của 4 mặt tự do lưu thông. Thứ ba là trả lời câu hỏi là việc thực hiện 4 mặt tự do lưu thông có lợi ích như thế nào đối với sự phát triển của EU. Đầu tiên là chúng ta thấy 4 mặt tự do lưu thông trong thị trường chung châu Âu. Thứ nhất là tự do di chuyển. Thứ hai là tự do lưu thông về dịch vụ. Thứ ba là tự do lưu thông về hàng hóa. Thứ tư là tự do lưu thông về tiền vốn. Các em sẽ tìm hiểu cụ thể và phân tích những cái lợi ích khi thực hiện 4 mặt tự do lưu thông này. Đầu tiên là tự do di chuyển. Các em sẽ xem cái đoạn clip sau đây nói về sự tự do di chuyển trong EU. Khu vực Schengen là một vùng tự do đi lại không cần kiểm tra hộ chiếu gồm 26 quốc gia ở châu Âu. Đây là một trong những nền móng của dự án biến châu Âu thành một khối nêu cao quyền tự do đi lại. Nó gồm 22 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bên cạnh Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Vài quốc gia EU đã đứng ngoài chương trình Schengen gồm Anh, Ireland, Cộng hòa Séc, Croatia, Bulgaria và Romania. Hiện hai nước Bulgaria và Romania đang trong tiến trình gia nhập khu vực Schengen. Bộ khung cho hoạt động di chuyển xuyên biên giới đã được thiết lập vào năm 1985 khi một số quốc gia châu Âu ký thỏa thuận tại làng Schengen ở Luxembourg. Ngày nay, mỗi năm người châu Âu thực hiện hơn 1,2 tỷ chuyến đi trong khu vực Schengen. Người tới từ các quốc gia không nằm trong EU cũng được tự do đi lại giữa biên giới các nước thuộc khu vực Schengen mà không cần phải kiểm tra hộ chiếu. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát từng nước vẫn có quyền kiểm tra du khách với điều kiện mục đích kiểm tra không phải là để kiểm soát biên giới. Hệ thống thông tin Schengen được thiết lập sau này để cân bằng việc khu vực Schengen thiếu hoạt động kiểm soát biên giới. Cảnh sát các quốc gia thành viên Schengen sẽ chia sẻ một kho dữ liệu chung để chống tội phạm có tổ chức và khủng bố. Hoạt động kiểm soát biên giới có thể được khôi phục trong một số điều kiện nhất định, ví dụ như có mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh nội địa. Như vậy là với cái đoạn clip vừa rồi thì các em thấy rằng tự do di chuyển ở trong Liên minh châu Âu, đấy là mọi công dân của các nước thuộc cái khối Liên minh châu Âu này đều có quyền tự do đi lại, tự do lựa chọn nơi cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc trong khối EU mà không phải làm thủ tục xuất nhập cảnh. Nhưng mà cụ thể là không phải tất cả các nước trong khối EU
đều có cái quyền này, bởi vì là cái việc thực hiện cái hiệp ước Schengen này nó chỉ thực hiện ở 22 quốc gia thuộc Liên minh châu EU và 4 nước nằm ngoài khối EU này thôi. Nhưng mà đã trong những cái nước mà đã ký hiệp ước Schengen này thì mọi công dân đều có quyền tự do đi lại trong 26 nước này, giống như là di chuyển từ từ Pháp sang Đức sang Bỉ, giống như là chúng ta di chuyển từ thành phố Vũng Tàu lên Đồng Nai, lên Bình Dương, lên thành phố Hồ Chí Minh vậy. Và không có ai, không có cảnh sát nào hỏi về cái thủ tục xuất nhập cảnh, passport, visa như thế nào hết. Hoặc là khi đi du lịch ở Liên minh châu Âu EU mà đã có cái visa Schengen rồi thì khi đi vào được một nước thì chúng ta có thể đi lại trong gì 20 mấy nước còn lại trong cái khối này mà không phải làm bất kỳ một cái thủ tục xuất nhập cảnh nào thêm nữa. Và khi có cái quyền này thì là phát huy tối ưu cái mọi cái sở trường sở đoản của các công dân thuộc cái khối EU này. Họ sẽ lựa chọn cái nơi mà cái môi trường học tập tốt nhất, rồi cái môi trường làm việc mà thích hợp nhất, rồi cái nơi ở mà người ta cảm giác là thoải mái tiện nghi nhất, miễn là gì, có tiền. Mà tự do lưu thông thứ hai đấy là tự do lưu thông về dịch vụ trong EU, mà cụ thể đấy là tự do lưu thông với các dịch vụ về giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, du lịch, vân vân. Tức là các công ty du lịch của Đức chẳng hạn có thể tự do hoạt động ở Phần Lan, ở Hà Lan như là ở nước gì sở tại. Hoặc là các cái công ty giao thông vận tải, các cái lĩnh vực mà chuyên về giao thông của nước Ý chẳng hạn có thể tự do hoạt động ở Pháp, ở Đức mà không có gặp một bất cứ một cái rào cản nào cả về thủ tục pháp lý. Tiếp tục, đấy là tự do lưu thông về hàng hóa. Bản chất của tự do lưu thông hàng hóa tức là các sản phẩm được sản xuất ở một nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ được tự do lưu thông và bán trong thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế. Có nghĩa là một cái sản phẩm của Liên minh châu Âu EU sẽ bán với một mức giá như nhau ở tất cả các nước thuộc thành viên của EU. Tức là chúng ta khi các em ở nhà chúng ta mà order bất kỳ một cái hàng nào thuộc Liên minh châu EU, các em thấy là ở bất kể cái nước nào thuộc cái khối này thì đều có một mức giá như nhau, bởi vì hoàn toàn thuế xuất nhập khẩu đã gì bỏ hết rồi, không còn thuế nữa. Hãy lấy cái ví dụ rất là thiết thực mà liên hệ với Việt Nam chúng ta đi. Ví dụ như một chiếc xe ô tô sản xuất tại Đức, nước Đức rất là nổi tiếng về sản xuất xe hơi, đây cái xe rất là dạng siêu sang của Đức ấy, thì sẽ được bán với giá như nhau ở tất cả các nước thuộc thành viên của khối EU. Còn khi bán ra ngoài EU thì sao? Bán sang Việt Nam chúng ta cũng cái chiếc xe đó khi về đến Việt Nam thì sẽ phải cộng thêm 60 đến 70% thuế nhập khẩu và ngoài ra các loại thuế và phí khác nữa, như là thuế tiêu thụ đặc biệt, là thuế giá trị gia tăng, là đủ mọi loại thuế nữa. Như vậy các em thấy là ở các nước thuộc Liên minh châu Âu EU thì được sử dụng cái sản phẩm mới là chất lượng rất là cao mà giá thành lại rẻ hơn so với cái phần còn lại của thế giới, bởi vì thuế ở khu vực này đã ở mức gì bằng không, dỡ bỏ hoàn toàn cái hàng rào thuế quan giữa các nước thuộc khối EU. Cái tự do lưu thông tiếp theo là tự do lưu thông về tiền vốn, mà cụ thể là các công dân của khối EU này có thể mở tài khoản tại tất cả các ngân hàng ở trong khối, tùy nghi lựa chọn các khả năng đầu tư có lợi nhất. Ví dụ một người sinh ra ở Đức làm việc tại Pháp có thể mở tài khoản ngân hàng tại Ý,
rồi rút tiền tại bất kỳ một ngân hàng nào trong cái khối Liên minh châu Âu này, và lựa chọn cái nơi mà đầu tư sinh lời nhất cho mình mà không gặp bất kỳ một cái rào cản nào hết. Giống như là họ mang cái đồng tiền di chuyển trong cái khối EU này giống như di chuyển trong một nước sở tại vào đấy vậy. Như vậy khi mà thực hiện cái quyền tự do lưu thông và tự do di chuyển, tự do lưu thông dịch vụ, tự do lưu thông hàng hóa, tự do lưu thông tiền vốn thì mang lại cái lợi ích gì cho khối thị trường chung châu Âu, cho Liên minh châu Âu EU? Cái lợi ích của nó mang lại đấy là xóa bỏ mọi trở ngại trong phát triển kinh tế, dựa trên thực hiện bốn mặt tự do lưu thông về con người, về hàng hóa, về tiền vốn, về dịch vụ. Thứ hai là thực hiện chung một chính sách thương mại với các nước ngoài khối Liên minh châu Âu EU. Thứ ba là khi thực hiện tự do lưu thông, nhất là tự do lưu thông về dịch vụ, hàng hóa và tiền vốn, thì sẽ tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU so với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới như là Hoa Kỳ, như là Nhật Bản, vân vân. Vậy để câu hỏi đặt ra là khi tự do lưu thông trong EU sẽ gặp trở ngại gì nếu mỗi nước sử dụng một đồng tiền, tức là trong 27 nước thành viên EU mà khi mà di chuyển từ nước này sang nước khác để làm việc, để học tập, đi lại du lịch, mà di chuyển trong 27 nước này, đi đến nước nào cũng phải gì? Sử dụng tiền hết, bởi vì đi đâu cũng phải dùng tiền, làm bất kể việc gì cũng cần dùng tiền. Mà đến nước nào thì phải dùng tiền của nước đó. Mà nếu như các nước này mỗi nước sử dụng một đồng tiền thì cái việc mà sao đổi tiền rất là đau đầu, bởi vì mỗi nước, ví dụ như là nước Áo dùng đồng shilling này, nước Đức dùng đồng mark này, Hà Lan dùng đồng florin này, nước Ý dùng đồng lira này, và nước Phần Lan dùng đồng marka này, Slovenia dùng đồng tola này. Mà đi đến đâu cũng phải dùng tiền, mà đi đến đâu cũng phải gì đổi tiền thì cực kỳ là gì, đau đầu, cực kỳ là khó chịu. Cho nên trong cái khối Liên minh châu Âu EU khi đã được tự do lưu thông về hàng hóa, về dịch vụ, về con người, về tiền vốn rồi, thì cái một cái điều nữa mà làm cho cái thị trường chung châu Âu nó vận hành một cách trơn tru, một cách nhuần nhuyễn mà không gặp bất kỳ một cái rào cản nào về tiền, thì đấy là người ta đã nghĩ ra cái việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu, đó là đồng euro. Các em sẽ đọc trong sách giáo khoa để tìm hiểu xem đồng euro được chính thức sử dụng ở EU từ khi nào, và hiện nay đã có bao nhiêu nước sử dụng đồng tiền này. Và theo em, việc đưa đồng tiền chung euro vào sử dụng mang lại những cái lợi ích gì cho khối Liên minh chung châu Âu EU? Sao Liên minh châu Âu dùng đồng tiền chung euro? Vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, một vụ đổi tiền có quy mô lớn nhất trong lịch sử đã diễn ra. Lần đầu tiên, một nhóm các quốc gia châu Âu từ bỏ đồng tiền riêng để dùng chung một đồng tiền mới. Và cho đến nay, đã có 19 quốc gia áp dụng đồng tiền chung này trong lưu thông kinh tế và trở thành đồng tiền được sử dụng nhiều thứ hai trên thế giới sau đồng đô la Mỹ, đó là đồng euro. Vậy tại sao euro lại có được vị thế như ngày nay? Trong suốt chiều dài lịch sử, trước khi đi tới kỷ nguyên hòa bình như bây giờ, những xung đột và chiến tranh đã diễn ra thường xuyên. Châu Âu luôn là châu lục đầy rẫy những bất ổn và tiềm tàng nguy cơ dẫn tới những xung đột. Những nước đối đầu nhau thường không làm ăn chung, mà còn triển khai những cấm vận và rào cản thương mại. Đặc biệt sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hầu hết các nước châu Âu đều chìm trong đổ nát và suy kiệt, dù là bên thắng trận hay bại trận. Vị thế siêu cường dần dần chuyển sang bên kia đại dương cho Hoa Kỳ. Những gánh nặng từ hậu quả sau chiến tranh càng bóp nghẹt tiềm năng khôi phục kinh tế các nước, khiến tình thế càng thêm bế tắc. Trong tình cảnh đó, việc gạt bỏ những mâu thuẫn, hiềm khích và rào cản trước đây dường như là điểm chung mà các nước châu Âu hướng tới và cảm thấy vô cùng cấp thiết. Ý tưởng về một châu Âu đoàn kết, một liên minh trải rộng khắp châu lục nhằm chấm dứt những cuộc chiến trong tương lai, cùng nhau hồi phục kinh tế và thoát khỏi những lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Ý tưởng đã được đưa ra và triển khai.
Kết quả là Liên minh châu Âu được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1 tháng 1 năm 1993. Sự hình thành Liên minh châu Âu đã tạo ra tỷ trọng mậu dịch đáng kể so với Mỹ và Nhật và còn làm nên một khối thống nhất giữa các nước thành viên. Là một khu vực thống nhất cũng đồng nghĩa với các nước cùng gỡ bỏ hay nới lỏng những thủ tục hạn chế trong giao thương hàng hóa dịch vụ với nhau. Nhưng một thị trường thống nhất không thể phát huy hết những tiềm lực một cách tối đa, cũng như không mang lại tính hiệu quả cao nhất khi mà chi phí giao dịch chưa được đưa về mức thấp nhất. Việc chuyển đổi tiền tệ của nước này sang một nước thành viên khác làm phát sinh giao dịch, cùng với đó là sự bất ổn trong tỷ giá. Điều này thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu đi đến quyết định tạo lập một đồng tiền chung châu Âu có tên gọi là đồng Euro. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, Euro trở thành tiền tệ chính thức được sử dụng ở các nước Liên minh châu Âu. Lần đầu tiên, một nhóm các quốc gia châu Âu từ bỏ đồng tiền riêng để dùng chung một đồng tiền mới. Việc phát hành đồng Euro rộng rãi đến người tiêu dùng diễn ra trong những năm sau đó. Giao dịch xuyên biên giới mà không cần chuyển đổi tiền tệ đã giúp Euro lấy điểm trong lòng người dân châu Âu. Nhờ đó, EU trở thành một khối kinh tế vững mạnh, gắn kết chặt chẽ hơn. Vị thế trên thế giới cũng ngày càng gia tăng. Kể từ khi có đồng tiền chung, các nước thành viên Liên minh châu Âu đã có những điều kiện và cơ hội to lớn cho quá trình phát triển kinh tế và xây dựng lại vị thế trên trường quốc tế. Các công ty có thể giao dịch kinh doanh với hầu hết các nước trong Liên minh châu Âu bằng một loại tiền tệ. Do vậy, các giao dịch tài chính được đơn giản hóa, giá cả trở nên rõ ràng và thống nhất ở các nước. Hơn nữa, còn làm tăng tính đa dạng trong nhu cầu vay vốn của các nước thành viên. Khi có nhu cầu di chuyển qua nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu, chỉ cần đổi tiền một lần. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc trong phạm vi khu vực Euro. Khi mua sắm trong khu vực Euro, giá cả được niêm yết bằng một loại tiền duy nhất, giúp người mua có thể so sánh một cách dễ dàng để đưa ra quyết định mua hàng phù hợp. Đồng Euro còn có tác động tích cực lên thị trường thế giới thông qua việc đưa ra thêm một ngoại tệ ổn định, có tính thanh khoản cao bên cạnh đồng đô la Mỹ và yên Nhật trong danh mục đầu tư và dự trữ tiền tệ. Như vậy là căn cứ vào sách giáo khoa và đoạn clip em vừa xem mà chúng ta đã biết được rằng đồng tiền chung châu Âu, đồng Euro được chính thức đưa vào giao dịch thanh toán từ năm 1999 và đến nay đã có 19 nước thành viên của EU sử dụng. Và khi có đồng tiền này thì nó mang lại rất là nhiều ý nghĩa trong khối Liên minh chung châu Âu EU. Thứ nhất là nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu, nâng cao sức cạnh tranh. Có một cái đồng tiền rất là mạnh để cạnh tranh trực tiếp đối với đồng đô la của Mỹ, mà nó cũng thể hiện cái sức mạnh của khối này. Bởi vì cái khối Liên minh châu Âu EU là cái khối kinh tế giàu có lớn mạnh trên thế giới, mà không lẽ tất cả các cái sự thanh toán nọ kia trong khối này với nhau, hoặc là giữa khối với lại thế giới bên ngoài lại chủ yếu bằng đồng gì, đô la, thì đấy là điều rất là bất cập. Cho nên phải có cái đồng Euro để làm cái đối trọng lại đối với đồng gì, đô la của nước Mỹ. Cái thứ hai là thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. Cái này các em biết rồi, khi chúng ta đi du lịch nước ngoài là bắt buộc là phải sử dụng tiền của nước ngoài. Mà muốn sử dụng tiền nước ngoài là phải mang cái đồng tiền nội tệ của mình đi mua tiền nước ngoài. Và khi đi mua thì giá đắt. Mà khi lúc về mà còn dư tiền thì mang bán lại thì sao? Giá rẻ. Và chưa kể những cái rủi ro khi mà tỷ giá nó lên nó xuống bất thường, nó nhảy múa từng giây một. Cho nên lúc nào cái người mà cầm tiền đi mua euro, xin lỗi, đi mua ngoại tệ và sau đó đi bán ngoại tệ lúc nào cũng bị tí thiệt thòi. Cái ý nghĩa thứ ba đó là đơn giản hóa công tác kế toán ở các công ty đa quốc gia. Các em hình dung đi, ví dụ như cái hãng xe Mercedes của nước Đức, nó có trụ sở chính tại nước Đức, rồi nó có chi nhánh tại 26 nước thành viên còn lại của EU. Rồi mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi kỳ, mỗi quý, mỗi năm, khi mà báo cáo doanh thu về hội sở tại nước Đức, vậy thì kế toán rất là đau đầu khi phải đổi tiền, phải quy từ đồng tiền sở tại của các nước kia trở về cái đồng mark của nước Đức, và lại cộng thêm chênh lệch tỷ giá hối đoái nữa, nên là rất là đau đầu. Bây giờ có một đồng tiền rồi thì sao? Cực kỳ đơn giản, bởi vì tất cả mọi mặt hàng trong khối EU đều được niêm yết với cùng một mức giá như nhau, đều sử dụng một cái đồng tiền chung, là đồng gì, euro, thanh toán rất là nhanh, thanh khoản cực kỳ nhanh, chặt gẹt chuyển tiền. Và ý nghĩa tiếp theo là tạo thuận lợi trong chuyển giao vốn giữa các nước thành viên EU, tức là cho nhau vay mượn trả nợ
cho vay nợ, cho trả nợ, tất cả đều bằng đồng gì? Euro. Như vậy hoàn toàn rất là nhanh chóng, tiện lợi, và cũng hoàn toàn giảm được những cái rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ lúc mua vào, lúc bán ra, hay lúc vay hoặc lúc mượn, và làm công tác kế toán trong cái việc mà chuyển giao tiền vốn giữa các nước thành viên EU, nó cũng gì, dễ dàng, cũng nhanh chóng lên. Và có một cái lưu ý là các em cũng biết rồi, chúng ta xem từ cái clip và các bài tiết 1 ấy, là đối với những cái đồng tiền mạnh giá nhỏ như cái đồng 2 euro trở xuống, những cái đồng xu ấy, thì ngoài cái bên mặt mặt chính của đồng euro thì là chung cho tất cả các quốc gia, nhưng với những đồng tiền mệnh giá nhỏ thì mặt sau của đồng tiền này thì vẫn giữ những lại những cái biểu trưng, biểu tượng của các cái quốc gia thành viên. Chúng ta sang cái nội dung lớn thứ hai là hợp tác trong sản xuất và dịch vụ. Hợp tác trong sản xuất dịch vụ thì có sản xuất máy bay Airbus là thứ nhất. Thứ hai là đường hầm giao thông dưới biển Manchester. Thì việc sản xuất máy bay Airbus thì tổ chúng ta đọc trong sách giáo khoa là cái tổ hợp công nghiệp hàng không Airbus là do ba nước Anh, Pháp, Đức sáng lập và có trụ sở chính là tại gì? Toulouse, nước Pháp. Và cái việc sản xuất cái máy bay này thì sản xuất ở nhiều nước và lắp ráp cuối cùng tại Toulouse. Ví dụ như là sản xuất cái phần cánh máy bay thì tại Fiston của nước Anh, sau đó đưa lên tàu mang đến Hamburg, Đức. Sản xuất phần đuôi máy bay tại Weiner và Schneider của nước Pháp. Sản xuất máy móc điều chỉnh độ cao là tại gì? Madrid, gì? Tây Ban Nha. Rồi tất cả những cái bộ phận đấy cuối cùng đều vận chuyển bằng máy bay hoặc là bằng ô tô xe tải về đến thì Toulouse của nước Pháp. Và mỗi khi cái thành phố Toulouse này mà chuẩn bị mà đón nhận các cái bộ phận của chiếc máy bay được đưa từ các nước khác đến thành phố này để lắp ráp lên một chiếc máy bay hoàn chỉnh, thì nó đều như là cái lễ hội của người dân thành phố này, và đấy là niềm tự hào của dân thành phố Toulouse, nước Pháp. Và hãng sản xuất máy bay Airbus cạnh tranh rất là hiệu quả với các hãng chế tạo máy bay của Hoa Kỳ như là Boeing, và đặc biệt là hãng này có máy bay A380 là cái máy bay gọi như là các cái siêu máy bay hạng sang, siêu khách sạn 5 sao trên bầu trời lớn nhất. Và hiện nay thì hãng Airbus đã ngưng sản xuất máy bay A380 bởi vì chi phí của nó rất là đắt đỏ. Và những cái đơn hợp đồng cuối cùng ấy sẽ được thực hiện đến cuối năm 2021. Thứ hai là đường hầm giao thông dưới biển Manchester. Thì đường hầm này là nối liền giữa Anh và Pháp. Hay nói khác đi, là nối liền Anh với châu Âu lục địa, bởi vì Anh là quốc đảo có hình giống như con thỏ. Và được hoàn thành vào năm 1994. Và vận chuyển hàng hóa, hành khách mà không cần phà. Và cái đường hầm dưới biển Manchester này, đường hầm giao thông này, nó có tổng chiều dài là khoảng 55,5 km, và cái phần bộ phận mà dưới biển là khoảng 38 km. Nó có 3 đường, là có đường hầm đường sắt là đường chính này, thứ hai là đường cứu hộ, và thứ ba là đường nối thông. Mà các em có thể xem cái đoạn clip sau đây nói về cái đường hầm giao thông dưới biển Manchester.
1988, Pháp khởi công đào đường hầm tại Coquelles thuộc vùng Pas-de-Calais, còn nước Anh cũng bắt đầu khởi công gần thị trấn Kentish ở Folkestone. Người Anh sử dụng máy khoan hầm để cắt qua lớp đá phấn Magner. Theo thiết kế ban đầu, từ đầu những năm 1960, hai đường hầm được xây dựng cho mục đích vận chuyển, và đường hầm thứ ba nằm giữa hai đường hầm này, dùng cho việc bảo dưỡng và sửa chữa. Một ghi nhận thú vị là công chúng dành sự ủng hộ đối với đường hầm dành cho ô tô. Tuy nhiên, các vấn đề về thông gió và khó khăn trong việc ứng phó với tai nạn giao thông là những trở ngại không thể bác bỏ. Vì thế, giải pháp được lựa chọn là chỉ tập trung vào xây dựng đường sắt. Giờ đây, hành khách trên tàu Eurostar sẽ đi qua đường hầm dài 50,5 km, với gần 38 km nằm sâu dưới đáy eo biển Manche. Hành khách và khách du lịch được Eurotunnel Shuttle phục vụ. Các tàu chở hàng cũng được phép hoạt động trong đường hầm. Các nhà ga ở hai đầu đường hầm được nối với các đường cao tốc, thuận tiện cho người di chuyển bằng xe ô tô hoặc xe buýt. Hành trình từ London đến Paris mất 2 giờ 15 phút. Một trong những hành khách đầu tiên trên chuyến tàu dưới đáy biển là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Bà cùng Tổng thống Pháp François Mitterrand chính thức khánh thành đường hầm vào ngày 6 tháng 5 năm 1994. Như vậy, với cái đoạn clip chúng ta vừa mới xem xong thì các em sẽ biết được những cái thông tin về đường hầm giao thông dưới biển Manche. Đây là đường hầm nối liền giữa Anh với Pháp, hay nói khác đi giữa Anh với lại châu Âu lục địa, bởi vì Anh là quốc đảo có hình giống hình con thỏ, chúng ta đã học cũng biết rồi. Và đường hầm này được hình thành vào năm 1994 với chiều dài là khoảng 50,5 km và dưới đáy biển là khoảng 38 km. Đường hầm này vận chuyển cái lượng hàng hóa và hành khách từ Anh sang Pháp và ngược lại mà không cần đến phà, và có khả năng cạnh tranh rất là tốt đối với lại đường hàng không. Và hệ thống thiết kế đường hầm này có 3 đường. Thứ nhất là đường hầm có đường sắt, là cái mà người vận chuyển hành khách chủ yếu ở đây. Thứ hai là đường cứu hộ. Thứ ba là đường để nối thông. Nội dung thứ ba là liên kết vùng châu Âu, thì các em sẽ tự học. Chúng ta sang phần luyện tập. Câu thứ nhất, tự do lưu thông dịch vụ trong EU không bao gồm tự do với các dịch vụ: A. Giao thông vận tải, B. Thông tin liên lạc, C. Chọn nơi làm việc, D. Ngân hàng, du lịch. Các em lưu ý là tự do lưu thông về lĩnh vực dịch vụ. Vậy những cái nào là dịch vụ ở đây? Là A. Giao thông vận tải là dịch vụ, B. Thông tin liên lạc dịch vụ, D. Ngân hàng du lịch là dịch vụ. Còn C. Lựa chọn nơi làm việc, đấy là tự do di chuyển của các công dân thuộc khối EU. Như vậy đáp án đúng của chúng ta đây là đáp án C. Câu thứ hai, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về tác dụng của việc sử dụng đồng tiền chung EU? 1. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu. 2. Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. 3. Tạo thuận lợi trong chuyển giao vốn giữa các nước thành viên. 4. Đơn giản hóa công tác kế toán ở các công ty đa quốc gia. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Như vậy chúng ta xem xét từng cái phát biểu một đúng hay là sai. Thứ nhất, nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu, đúng. Thứ hai, xóa bỏ rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, đúng. Thứ ba, tạo thuận lợi trong chuyển giao vốn các nước thành viên, đúng. Thứ tư, đơn giản hóa công tác kế toán các công ty đa quốc gia, đúng. Như vậy là có 4 phát biểu đúng. Và đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án D. Câu tiếp theo, các nước sáng lập và phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không Airbus gồm A. Đức, Pháp, Ý. B. Pháp, Anh, Đan Mạch. C. Đức, Pháp, Anh. D. Đức, Pháp, Thụy Điển.
Cái này các em rất là dễ dàng lựa chọn được đáp án, đó là gì? Đức, Pháp, Anh là các thành viên sáng lập của tổ hợp công nghiệp hàng không Airbus. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu tiếp theo, hoạt động nào sau đây không thể hiện sự hợp tác trong sản xuất và dịch vụ của EU? A. Hợp tác sản xuất máy bay Airbus. B. Xây dựng đường hầm giao thông với biển Manchester. C. Sử dụng đồng tiền chung Euro. D. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc. Các em đều thấy những đáp án này đều đúng với lại Liên minh châu Âu EU. Nhưng phải bám vào cái từ ở đây là không thể hiện sự hợp tác trong sản xuất và dịch vụ. Như vậy những đáp án nào là sản xuất và dịch vụ ở đây? Đáp án A. Cùng hợp tác sản xuất máy bay Airbus. Đúng. B. Xây dựng đường hầm giao thông dưới biển Manchester. Đúng. Sử dụng đồng tiền chung Euro. Đây là hợp tác trong lĩnh vực gì? Dịch vụ. Đúng không? Còn D. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc. Thì đấy không thuộc vào lĩnh vực sản xuất, cũng không phải là dịch vụ, mà đây là cái quyền tự do của mỗi công dân. Vậy đáp án không thể hiện sự hợp tác trong sản xuất và dịch vụ là đáp án D. Và đáp án đúng của chúng ta đây là đáp án A. Như vậy là bài học của Liên minh châu Âu EU. Tiết 2, hợp tác liên kết để cùng phát triển. Đến đây là hết. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau.